beautiful friends, bring a quick attention to your breath, to your body. Don't try to wait because 5 minutes finish so fast. Rất tuyệt vời các bạn yêu quý. Chúng ta hãy dành toàn bộ sự chú tâm của mình vào hơi thở. Đừng mất thời gian bởi vì 5 phút rất ngắn. We have to practice how to switch quickly to the mindfulness. Chúng ta cần học cách làm thế nào để chuyển về trạng thái chánh niệm rất nhanh chóng. It's just like you are jumping into river. It's just like you are jumping into some water pond. Tương tự, nó giống như là việc các bạn nhảy xuống một dòng sông. Just dive. Dive into the mindfulness. Chúng ta nhúng mình hoàn toàn vào sự chánh niệm. You can dive because you are master of your body. You are master of your mind. Bạn có thể nhúng mình hoàn toàn như vậy bởi vì bạn là người làm chủ cơ thể, tâm trí của mình. So give your best to give deep attention to the flow of your breath. Vậy hãy làm tốt nhất trong khả năng của mình để dành toàn bộ sự chú tâm cho hơi thở của bạn. And give 100% focus. Và hãy dành 100% sự tập trung. Of course you don't need to push, but just accept the practice. Tất nhiên, các bạn không cần phải cố gắng thúc ép mà chúng ta hãy chấp nhận thực hành này. The more you're ready, the better you focus. Khi mà các bạn càng sẵn sàng, các bạn càng tập trung. There is no shortcut, friends. Don't try to expect from outside something. Không có con đường tắt đâu các bạn yêu quý. Đừng kỳ vọng vào những gì ở bên ngoài. Your true honest practice counts and it changes everything. Chỉ có những thực hành trung thực của bạn mới có thể thay đổi được mọi thứ. In this moment, everything is observing the breath, nothing else. Trong khoảnh khắc này, sự tập trung duy nhất đó chính là quan sát hơi thở, không còn sự tập trung nào khác. Dive into this mindfulness quickly. Hãy nhúng mình vào dòng chảy của sự chánh niệm nhanh chóng. And stay there, stay there, stay there. Tune here, tune here in this mindfulness. Và hãy hiện diện ở đây, ở đây, ở đây trong một sự chánh niệm. Beautiful. It's amazing. It's miracle. Just to be yourself, 100% attentive in the moment. Rất tuyệt vời các bạn yêu quý. Đây như một phép màu. Hãy dành trọn vẹn sự chú tâm trong khoảnh khắc hiện tại. Within these few seconds, few minutes, your body try to adjust, neutralize, releases the tension. Chỉ trong một vài phút thực hành mà cơ thể của các bạn đang trung hòa, đang giải phóng những áp lực, những tắc nghẽn.
100% attention to the flow of natural breath. Hãy dành 100% sự chú tâm của bạn vào dòng chảy của hơi thở tự nhiên. How powerful, how rich it is our breath. Hơi thở của chúng ta quả thật là quyền năng và giàu có. How genius mechanism, our breath flowing in and out. Hơi thở của chúng ta có một cơ chế thật kỳ diệu. What is the great magical thing than this in this world? Có thể là những điều kỳ diệu hơn trên thế giới của chúng ta. And this magic right here within us, why we are missing it? Và những phép màu này tồn tại ở ngay đây với chúng ta, tại sao chúng ta lại bỏ lỡ những điều này? Never miss this inner space, never miss this mindfulness, never miss giving attention to the value of your own breath. Đừng bao giờ bỏ lỡ sự chú tâm này, sự chánh niệm này. Đừng bao giờ đánh giá thấp giá trị của hơi thở của bạn. Beautiful friends, now let us thankful to our respiratory system, to our blood system, to our heart, to our all inner organs. Rất tuyệt vời các bạn yêu quý. Và bây giờ hãy cùng nhau bày tỏ lòng biết ơn với hệ thống hô hấp, hệ tiêu hóa và rất nhiều những hệ thống khác hoạt động trong cơ thể của chúng ta. Thanks to the neurons in our brain for helping us to function all the body. Cảm ơn những neuron thần kinh trong bộ não của chúng ta đã giúp cho chúng ta có thể vận hành được bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể của mình. Thanks to our breath for giving us the life. Cảm ơn hơi thở của chúng ta vì đã cho chúng ta một cuộc sống. Thanks to the heart, thanks to all inner organs for functioning well and allowing us to live the life. Cảm ơn trái tim của chúng ta, cảm ơn các cơ quan nội tạng vì đã vận hành rất tuyệt vời để cho chúng ta sống. This gratitude is richness. This attention is abundance. Chính sự biết ơn này là một sự giàu có. Chính sự chú tâm này chính là sự trù phú. This gratitude, this attention creates the good energy within us. Lòng biết ơn và sự chú tâm này tạo ra những nguồn năng lượng tích cực bên trong chúng ta. It unfolds the genuine confidence. Và chúng giúp cho chúng ta khai mở sự tự tin một cách chân thật. It improves the patience, acceptance. Giúp chúng ta cải thiện sự kiên nhẫn, sự chấp nhận. Self-love, compassion. Tình yêu với chính bản thân mình, lòng từ bi. And we can offer this self-love, this compassion to our family members, to our neighbors, to our country. Và chúng ta có thể trao tặng lòng từ bi, lòng trắc ẩn này, tình thương này với hàng xóm, với người thân, với những người xung quanh. So friends, the richness, the abundance right here, the center of your being, it's already there, already exist. Vậy các bạn yêu quý, the richness, the abundance, it's already the center of your being, it's there. Sự giàu có, sự trù phú vốn dĩ đã là trung tâm của sự tồn tại của bạn. Chúng đã ở đó rồi. Let it unfold. Hãy để chúng được khai mở. Blessings. Gửi tới bạn rất nhiều lời chúc lành. Okay friends, now gently bring our palms on our eyes and feel the touch. Và bây giờ xin mời các bạn, chúng ta hãy để đôi bàn tay của mình lên trên đôi mắt, hãy cảm nhận sự xúc chạm.
gently open your eyes. Và bây giờ, xin mời tất cả các bạn hãy từ từ mở mắt.